Thưa các bạn, hôm nay KT Audio xin được hân hạnh giới thiệu với các bạn một sản phẩm mới hoàn thành của chúng tôi. Đó là chiếc âm ly VT25 được thiết kế theo mạch Parallel Single End, tức là mạch xuất âm chạy song song hai đèn. Các bạn có thể nhìn thấy chiếc âm ly có 4 đèn công suất, mỗi vế của nó là 2 đèn. Đấy. Và cái tần tiền khuếch đại của nó sẽ chạy 4 đèn. Chiếc âm ly này được thiết kế theo phong cách cổ điển, là một cái phong cách mà KT Audio rất ưa chuộng. Các bạn có thể nhìn thấy hệ thống biến thế. Đấy. Hệ thống biến thế của chiếc âm ly này chúng tôi sử dụng biến thế ISO Tango nhập khẩu chính thức từ Nhật Bản. Và bộ biến thế này là được customize theo đúng yêu cầu của KT Audio cho chiếc âm ly này, và hãng ISO Tango Nhật Bản đã sản xuất theo đúng yêu cầu của tôi. Đây là một chiếc âm ly có thể nói là cao cấp và nó cũng rất là đắt tiền, được sản xuất cho một bạn yêu nhạc, và anh ấy sẽ sử dụng chiếc âm ly này đánh riêng cho giải trung cao của một cái hệ thống kèn Goto Nhật Bản. Đấy. Các bạn có thể nhìn thấy chiếc âm ly này có cái cấu trúc rất hài hòa cả về vật liệu, cả về màu sắc. Đấy, về vật liệu là chúng tôi sử dụng cái mặt bằng kim loại, đồng thời là phối hợp với chất gỗ óc chó, tạo ra một cảm giác ấm áp, đầy tính classic, tức là nó rất cổ điển, nhìn nó có cái nét gì ấm áp hoài cổ của những năm tháng xa xưa. Và không chỉ hài hòa về mặt hình thức, chiếc âm ly này còn có một chất âm rất đặc trưng của đèn VT25, đó là cực kỳ tinh tế, độ động rất cao, âm sắc tươi sáng, lung linh. Và có thể nói đây là một trong những chiếc âm ly mà nó cho cái màu âm trong trẻo nhất trên thị trường hiện nay. Các bạn đang nghe bản La Campanella của Paganini, Niccolo Paganini, nghệ sĩ và nhạc sĩ violon nổi tiếng bậc nhất thế giới, qua giọng đàn của Salvatore Accardo. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này.